Oh yeah. Oh. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh những thứ anh đang mong chờ. Với các bạn đang xem live trực tiếp tại kênh Tú Mày Lớp. Yeah. Vâng, tình hình là hiện tại là các bạn hội đen va chạm lẫn nhau tại khu vực Tống Kim. Vâng, bên Tống 81 người, bên Kim 83 người. Hai bên cộng lại là 307 người. Lòng má đó, Hồng Tống cộng hơi bị ghê nha. Hồi đó Hồng Tiến cộng hơi bị ghê nha mấy anh em. Em ơi, lấy mạnh coi thuốc luôn em ơi. Há anh sai em quá. Anh hút cho đỡ sợ em ơi. Chết mẹ không, kéo rớt mẹ cái dây telephone ra luôn rồi. Lấy cho anh coi thuốc luôn em. Chết mẹ, rớt cái dây telephone luôn rồi. Đợi xíu gắn cái dây telephone vô kia. Vô, đúng rồi, tiếp tục, tiếp tục. Hãy trao cho anh. Sao anh em, đang lay chim tại ngã tư. Lộn mày biết nó nhỏ thôi, cái lồn há này đừng có la lớn. Ngã tư An Sương dưới gầm cầu. Mà các bạn thấy hiện tại là hai bên đang va chạm lẫn nhau. Má ơi, nó quýnh ghê quá má ơi. Trụ quá, quýnh in cháu luôn, quýnh in xéo luôn anh em. Nhạc cô giáo về đá hả? Ở cái lầu má mày nghe giọng anh mày tưởng anh 80kg. Mai về có 45kg hả? Mày điên hả thằng lồn? Cái lồn má mày, anh 73kg thằng cứt heo. Anh 73kg, con cu của anh không là nặng 3kg rưỡi rồi đó. Nói cho mày nghe vậy đó. Ủ má mày, con cu anh đó là nặng 3kg rưỡi rồi. Tới chém chích mẹ đúng. Lồn mày điên nghe, cái lồn má mày tao có làm gì đâu. Tự nhiên tới chém chích mẹ tao cũng đỉ mẹ nhà mày. Hello anh Tú, mặt lồn danh hài ba miền. Lồn mày điên quá, danh hài cái lồn mẹ mày. Lên đây sầu lồn kiếm cơm sống qua ngày. Mày kêu danh hài. Ủ má mày nghe, kêu danh hài Trường Giang với Trấn Thành nó buồn chết mày. Vì thằng kia nó bán ngạc 10 triệu làm chùm rồi ha Túc. Trời đủ mẹ mày, tao nói mày thằng nào mà nạp 200 ngàn vô game của tao thôi. Xin tiền bố với tụi bay luôn. Đủ quá, không có thằng nào bước qua được nó luôn. Server là đủ quá, server này là server của bắp. Server này đéo thằng nào có tiền, nói thẳng với anh em luôn. Server của Tú mở ra là toàn mấy thằng của bắp chơi không. Đéo thằng nào đại gia có tiền á. Cho nên anh chị em mình thằng nào mà nạp 200 ngàn vô thôi, kính thưa với các bạn luôn, không có thằng nào chịu nổi các bạn luôn. 200 ngàn là các bạn sở hữu một mặt cao, có hoàng kim môn phái luôn. Đủ má nè, các bạn coi mấy lồn mặc đồ giống cái lồn má đó. Cái gì cả năm ở mặc đồ nè, ở anh em coi mặc đồ nè. Mặc đồ giống đi mẹ kìa, ở mặc đồ nè, ở anh em thấy không. Đủ mẹ mặc đồ thi ghét không. Mặc đồ thi ghét không. Mặc đồ đủ má, mặc đồ không giống ai hết. Em vội quên rồi, quên hết rồi. Đủ má. Mấy lồn phẹt phẹt. Ê xe hoàng này ít bữa nữa mình tính bán cấp độ anh em. Tính bán cấp độ cho mấy anh em người chơi mới. Anh em thấy bán cấp nhiêu là giá nhiêu tiền là vừa anh em. Hiện tại là top cao thủ là 125. Còn trong top 10 á, là 118. Anh em nghĩ coi bây giờ mình bán cấp nhiêu là vừa. Hỗ trợ anh em cấp nhiêu là ok nè. Bây giờ các bạn đây hỗ trợ cấp bao nhiêu các bạn chơi được. Và ok và không bị này nọ kia đó. Anh em suy nghĩ coi hỗ trợ cấp nhiêu là được ta. Bán giá trị nhiêu tiền không? Dạo này khổ quá mà. Cái lồn má dạo này khổ. Anh em thấy tôi đăng hình chiếc xe không? Đủ mẹ chiến này là hút máu anh em tới chỉ luôn. Hút tới chỉ luôn. 87 cái lồn mẹ mày. Phải 80, phải 90 chứ tự nhiên 87. Đủ game chừng nào sập chừng nào má mày chết. Game sập đỉ mẹ mày. Hỏi vậy sao biết trả lời. Ai biết không chừng mai nó sập không chừng. Không nẻ tối nay nó cháy xe rồi nó sập không chừng. Không ấy đủ mẹ mày từng sao cháy xe ở sập giống như má mày vậy đó. Đủ mẹ mày tối nay lên tăng xong chết rồi nào không hay. Còn không ấy đủ mẹ tối nay bà đi chơi đủ mẹ mày có bị nào dứt đủ mẹ banh lồn tét hén mà chết trong hàng chừng. À không, cho nên mình đâu biết được cái chuyện mà chừng nào nó sập. Bởi mày hỏi nhiều câu khó trả lời quá. Cái lồn má mày tao chửi bao nhiêu thằng giống như mày rồi mà mày cũng còn hỏi nữa. Con đĩ mẹ nhà mày lên nhặn xíu cho nó vui coi nè. Cô y tá phê đá của tao đây nè, lên đó. Mu mu bu xịt. Oh yeah. Chém chích mẹ đó nè, chém chích mẹ. Mày hút từ từ thôi hả? Hỗ trợ cấp 120, mày điên quá cái lồn mẹ mày. Cấp 120, cấp 90 hả? 90 là đẹp hả? 90 tụi bay chơi không? 90 tụi bay chơi không? Đủ được không? Được.
chửi dữ ra trời, em chửi vậy mà chưa thấy gì nữa, em chửi vậy mà chưa thấy gì nữa, cụ chửi vậy mà chưa thấy gì. Vậy ba em thích coi anh stream, bảo em đăng ký kênh anh cho ông theo dõi. Trời được, ba mày tao khoái ba mày rồi đó, ba mày ok, ba mày là tao khoái ba mày à. Nói ba mày em đúng ngay lớp, hẹn bữa nào đi uống cà phê chơi nha. Vô, yeah. Tụ mẹ mày làm xoái gì, mày kéo video lại mày coi, nó quýnh tao như chó luôn, xoái cái máu lồn. 100 người thì mới có người chơi, 100 thì mới có người chơi, má 100 ta chửi chết mẹ luôn á ba. 100 ta chửi chết mẹ luôn á mấy ông nội, 100 ta chửi chết mẹ luôn á, mày đừng có điên quá. 89 thôi đúng hả? Subscribe. Oh yeah. Nhưng mà mình phải bán, anh em hiểu không? Mình phải bán. Phải bán. Đủ má anh em biết tại sao không? Mình phải bán. Bán chi? Để cho mấy thằng lồn cày tiền, không có cày tiền được, anh em hiểu không? Phải không? Mấy thằng lồn cày tiền ghê lắm, đủ má cày tiền không có được, đủ mẹ mấy cày tiền chỗ này ghê lắm. Mà mấy cày tiền chỗ này cũng hết rồi. Đủ mấy tôi đánh đuổi đi hết rồi. Chú ơi, vụ cháy đến đâu? Trời, đủ mẹ mày cháy xe bờ bình thường cơ mà. Nhưng mà không phải xe bờ tao cháy nha, xe bờ của con kia cháy. Cụ mẹ nó thiệt, xe bờ mà bị cháy nghe ớn thôi. 130, 500k, xét quen kim không phải mày điên nữa, 130 đủ mẹ mày điên quá mày. Thôi bây giờ là tao tính hỗ trợ là cấp 8, tao là cấp 90 được, đủ mày 90 được. Xong rồi bán đủ NPC liền kêu, mà lòng hả mày là đúng bài luôn ha. Đúng bài luôn ha, bán NPC liền kêu, hỗ trợ cấp 90, đủ mẹ mày đúng bài luôn. Đúng bài luôn, đẹp luôn, đẹp luôn, đủ má mày là quảng cáo, là quảng cáo là hơi bị ngon luôn, quảng cáo hơi bị ngon luôn, đúng không? Hợp lý luôn đúng không? Đủ mày bán cấp 90, bán cấp 90 nè, anh em thấy không? Bán cấp 90, đủ mày bán cấp 90 là 50 ngàn, à, 100 ngàn, 100 ngàn à, cấp 90, 100 ngàn à, cấp 90, đủ má bán thêm gọi là bán thêm cái NPC liền kêu luôn, đủ má đẹp luôn, đẹp luôn, đẹp luôn, đẹp luôn. 90 250k hả? 90 250k đủ nó được mày. Má mặc quá không? Mặc quá không? Thị trường mình cấp 90 là nhiêu? Giá thị trường mình cấp 90 là nhiêu bây giờ nè? Đủ mẹ để cho anh em khỏi phải gọi là phiền lòng này nọ kia bây giờ. Thị trường là cấp 90 là nhiêu? Đó. Thị trường mình cấp 90 là nhiêu? Đó, bây giờ mình bán đủ mẹ, ví dụ như thị trường mình cấp 90 là 250, đúng không? Ok, đủ mẹ mình bán 300. Mình bán 300, bán 300, đủ má thằng nào vô chơi thì cũng phải tốn tiền, đúng không? Cuộc đời này mà, đủ ngoại chơi game mà không tốn tiền, chơi làm cái lồn gì nghỉ mẹ đi, đúng không? Đúng quý vị, chơi game mà không tốn tiền, nghỉ mẹ đi chơi làm chi? Thấy không? Đủ bán cấp 90, 200, ví dụ 200, 200, thấy không? Xong rồi cái bắt đầu mình cho anh em luyện kêu, đủ ngoại cho anh em luyện kêu, luyện bằng NPC, chứ bây giờ bắt nó đi luyện quái, sao nó luyện nổi? Đủ má liền thêm 200 nữa là vị chi là 300 thôi, 300 là có một 90 mát kêu đi tống kim phào hà luôn, đúng không? Xe vào vừa đông vì nhiệt nữa mà mình vừa hút máu luôn, đúng đẹp luôn, đúng đẹp luôn, đẹp luôn. Đủ má làm vậy là tao nói mày đẹp luôn, đẹp luôn á. Chơi game tốn tiền điện, chú ơi mới nạp 2 triệu á, đủ mẹ nó nạp 2 triệu sao đâu, có sao đâu, bình thường mà. Nãy mình chơi chủ yếu là mình kiếm member mới, không thu hút về cỡ 1000 member, 1000 member là lấy tiền rồi, 1000 member là lấy tiền. Cấp 90 bán 250 à, 250 là ok không? 250 ok không? Muốn bất tử thì nạp nhiêu tú? Sợ bất tử mình nạp 3 xị là má bất tử rồi. Game bắt đầu đẩy mạnh hút rồi à, đục mẹ mày, thời buổi giờ phải hút mạnh lắm mày ơi. Nói chứ anh em mình đéo biết cái lồn gì hết, anh em mình đéo biết cái lồn vết, bây giờ sập con cặc gì bây giờ nè tụi bay suy nghĩ thử coi nha. Bây giờ server mình hiện tại là đủ ngay tống kim có 85 thằng mỗi bên nè, mà bây giờ mình muốn kéo thêm member về là mình phải hỗ trợ, đúng không? Mình phải hỗ trợ tủ má, mà mình hỗ trợ á thì mấy nó nói là cày tiền, mà mình không hỗ trợ thì đéo chơi. Thôi bây giờ mình bán thì tụi nó, thằng nào muốn chơi là thằng đó phải bỏ tiền, thằng nào muốn chơi là thằng đó phải bỏ tiền. Mà một khi đã bỏ tiền á thì mới được chơi, thì đủ má vậy quá công bằng rồi, anh em còn muốn sao nữa, đúng không? Đúng không bà con?
Cái chuyện hút hay không hút đó, nó quan trọng. Quan trọng là anh em chơi nó có sướng hay không, nó có phơi hay không. Cái vấn đề mà anh em chơi đỉ mắc tiền nó khác với cái dạng mà anh em chơi đỉ rẻ tiền. Anh em hiểu không? Anh em hiểu không? Nhiều khi anh em nói sao chơi game lồn tú tốn nhiều tiền quá mà chơi game kia tốn ít tiền. Thì tại vì đủ má, game tú là game đủ mày, game gái đẹp, game hip, game hot. Nó khác với đủ má mày đi chơi mấy game cũ lồn, nó khác với mày. Giống như ủ mẹ mày đi chơi đỉ, mày chơi hạng đủ á, hạng hoa hậu, nó khác với mày chơi hạng đứng đường chứ lồn. Đúng quý vậy. Thằng Hòa nó nói mày tuổi lồn mà đón xe ở kìa. Trời đủ má mày, thằng Hòa chó đó hả? Hòa chó tao nói mày đủ má mày, tao kêu nó là tao cóc đầu chích mẹ nó luôn với ở sầu lồn với tao. Thiệt. Nạp nhiêu thì ạt mạnh như Phật tổ như Lai hả Tú? Mày nạp đủ má 500.000 thôi. 500.000 thôi là tao nói thiệt mày, mày mạnh vải lồn luôn. Mày mạnh đủ má, mày mạnh như chó luôn. Đúng rồi, game còn chinh à, không biết ừ lồn gì mày biết đứa nhỏ thôi, game còn chinh. À oh yeah. Đúng rồi, anh em mình đi chơi gái mà ba xị nó khác với chơi gái năm chai chứ đủ. Hẹn tôi chơi rồi tôi biết mấy ba. Game lồn nạp 100k chưa VIP mà quảng cáo VIP cái lồn thả lồng má mày, nạp 200 coi VIP không? Nạp 200 coi VIP không? Gì à? Nguyễn Minh Hòa nó kiểm tra. Gì à? Kiếm tòa độ. Đúng là sợ kiếm tao đấm chết mẹ nó luôn, chứ sợ kiếm tao hả? Tao đập nó luôn á, đồ mẹ mày, tao dở nhà nó luôn chứ ở sầu lồn. Mày nhíu qua đây, tao dở nhà nó luôn đó. Đổi nhà ha, đổi nhà ha. Xe bờ mới bên 2 ngày, mới bên 2 ngày, 2 ngày, 2 ngày.